Cô chào các em. Rất vui mừng được chào đón các em quay trở lại với sự học trực tuyến môn ngữ văn lớp 8. Các em thân mến, trước khi vào bài học hôm nay, cô giáo kiểm tra bài cũ. Các em hãy quan sát hai ví dụ sau. Xét theo mục đích nói thì những câu sau sẽ thuộc kiểu câu gì? Câu 1. Phải chăng khi chế độ khoa cử bằng chữ Hán bị bãi bỏ thì những người như ông Đồ sẽ bị xã hội dần quên lãng? Câu 2. Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường. Các em hãy quan sát lại hai ví dụ trên. Câu số 1, chúng ta xác định ngay đó chính là kiểu câu nghi vấn. Và câu nghi vấn bởi vì trong câu ví dụ này có từ phải chăng. Và kết thúc của câu này đó chính là bằng dấu hỏi chấm. Và chức năng của câu nghi vấn trong trường hợp này chính là khẳng định. Ở ví dụ 2, chúng ta xác định luôn, đó chính là kiểu câu cầu khiến. Bởi vì trong ví dụ này, có từ cầu khiến là từ hãy. Và kết thúc bằng dấu chấm than. Chức năng của câu này đó chính là lời đề nghị và kêu gọi. Như vậy, ở bài trước chúng ta đã nhắc lại kiến thức cũ, đó là kiểu câu nghi vấn. Ngoài chức năng chính của câu nghi vấn là dùng để hỏi ra, thì câu nghi vấn còn có những chức năng khác, đó chính là dùng để cầu khiến, dùng để khẳng định, dùng để phủ định, hoặc đe dọa, hoặc bộc lộ tình cảm, cảm xúc, và không yêu cầu người đối thoại phải trả lời. Và chúng ta lưu ý, nếu không dùng để hỏi thì trong một số trường hợp, câu nghi vấn có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Vậy các em quan sát vào ví dụ số 3. Nội dung như sau. Cảnh con hổ uống nước trong đêm trăng đẹp biết nhường nào. Và chúng ta thấy rằng là kết thúc của câu này chính là dấu chấm than. Và dấu chấm than trong trường hợp của bài câu nghi vấn trước thì chúng ta thấy rằng là chức năng ngoài dùng để hỏi, để cầu khiến, để khẳng định, để phủ định, để đe dọa, để bộc lộ tình cảm, cảm xúc ra. Thì câu nghi vấn còn một chức năng khác đó chính là gì ạ? Là bộc lộ tình cảm. Vậy tình cảm là câu thuộc kiểu câu gì? Và đó chính là thuộc kiểu câu cảm thán. Vậy câu cảm thán là câu như thế nào? Mời các em tìm hiểu bài học mới hôm nay. Đó là tiết 87, câu cảm thán. Các em mở sách giáo khoa ra trang 43. Chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần thứ nhất, đó là một la mã, đặc điểm hình thức và chức năng. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu vào nội dung thứ nhất, đó là phần 1, nhỏ hình thức. Các em sẽ tìm hiểu vào ví dụ A trong sách giáo khoa trang 43. Nội dung ví dụ A như sau. Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều nhai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì chót lừa một con chó. Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Còn người đang kinh ấy bây giờ cũng theo gót binh tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật mỗi ngày một thêm đáng buồn. Theo tác giả Nam Cao, trích trong tác phẩm Lão Hạc. Ví dụ B. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa truyền bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gội, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lênh láng máu sâu rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Tha nôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Theo Thế Lữ, trích tác phẩm Nhớ Rừng. Các em thân mến, như vậy qua hai ví dụ trong sách giáo khoa thì phần yêu cầu ở hai ví dụ trên đó là trong những đoạn trích trên, câu nào sẽ là câu cảm thán? Như vậy, ở ví dụ A thì có câu hỡi ơi lão Hạc và ví dụ B có từ than ôi. Và đây chính là câu cảm thán. Vậy thì đặc điểm hình thức nào cho ta biết đó là câu cảm thán? Các em chú ý như sau. Câu có chứa từ cảm thán đó là từ hỡi ơi, than ôi, biết bao. Và có dấu chấm than ở cuối câu.
Và đây chính là đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Các em quan sát lại ví dụ. Hỡi ơi lão Hạc ở ví dụ A, và có từ than ôi ở ví dụ B. Các em thân mến, như vậy qua phần tìm hiểu phần 1 nhỏ ví dụ sách giáo khoa bao gồm ví dụ A và ví dụ B, thì trong phần hình thức thì chúng ta đã tìm hiểu được hai ví dụ. Đó là ví dụ A có cụm từ hỡi ơi lão Hạc và ví dụ B có cụm từ than ôi. Đây chính là những câu thuộc câu cảm thán, thuộc kiểu câu cảm thán. Và kiểu câu cảm thán thường có các từ ngữ cảm thán như từ than ôi, hỡi ơi, vân vân, và thường kết thúc câu bằng dấu chấm than. Vậy thì câu cảm thán dùng để làm gì? Ý A, câu cảm thán là chính là bộc lộ cảm xúc thương xót của ông giáo đối với lão Hạc. Còn ví dụ B là từ than ôi thì bộc lộ cảm xúc nuối tiếc của con hổ. Và đây chính là chức năng chính của câu cảm thán, đó là thường là bộc lộ cảm xúc. Vậy thì một câu hỏi đặt ra khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán vân vân, có thể dùng câu cảm thán không? Vì sao? Các em chú ý, trong trường hợp này thì đối với trường hợp phải viết đơn, viết biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán thì ngôn ngữ trong đơn từ hay hợp đồng vân vân thì ngôn ngữ trong văn bản hành chính công vụ và ngôn ngữ để trình bày kết quả một giải một bài toán là ngôn ngữ trong văn bản khoa học, là ngôn ngữ của tư duy logic nên không thích hợp với việc sử dụng những yếu tố ngôn ngữ bộc lộ cảm xúc. Vậy thì chức năng chính của câu cảm thán là gì? Chính là phần 2 nhỏ trong phần 1 La Mã. Chức năng chính của câu cảm thán chính là dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nói hoặc người viết, thường được dùng trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương. Các em hãy đặt các câu cảm thán phù hợp với các hình ảnh sau. Đây chính là phần rèn luyện kỹ năng để các bạn vận dụng lý thuyết vào thực hành. Ở bức hình thứ nhất cô giáo đưa ra và các em có thể dễ dàng đoán ra đây chính là nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm Cô bé bán diêm của nhà văn Andersen, đất nước Đan Mạch. Và có thể nói rằng nhân vật cô bé bán diêm trong tác phẩm chúng ta đã được tìm hiểu là một nhân vật cô bé có số phận vô cùng bất hạnh và đau khổ. Vậy với hình ảnh cô bé này thì chúng ta có thể đặt một câu như sau, các em tham khảo. Ôi, số phận của cô bé bán diêm thật bất hạnh. Và các em chú ý sử dụng dấu chấm than sau câu này. Và hình ảnh thứ hai chính là hình ảnh một trong những kỳ quan thiên nhiên của thế giới mà được tổ chức UNESCO công nhận, đó chính là vùng Hạ Long. Với câu này thì chúng ta có thể tham khảo một câu như sau. Chao ôi, cảnh vịnh Hạ Long đẹp xiết bao. Và chúng ta cũng chú ý phải sử dụng dấu chấm than sau câu này. Như vậy, qua phân tích và tìm hiểu phần ví dụ một trong sách giáo khoa thì từ lý thuyết chúng ta đã vận dụng được cái phần đó là đặt câu về câu cảm thán, và về cơ bản các em đã nắm được đó là câu cảm thán là kiểu câu như nào. Vậy chúng ta hãy hoàn thành một sơ đồ khái quát ghi nhớ về câu cảm thán như sau, và đây cũng chính là nội dung ghi nhớ sách giáo khoa trang 44. Câu cảm thán là kiểu câu chúng ta chú ý đó là về hai nội dung là hình thức và chức năng. Đối với hình thức câu cảm thán chúng ta lưu ý đó là phải có từ ngữ cảm thán. Có từ ngữ cảm thán như là than ôi, hỡi ơi, từ ôi, từ chao ôi, từ trời ơi, đẹp thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, vân vân. Thế còn về hình thức là kết thúc câu cảm thán bao giờ cũng là phải là dấu chấm than. Còn chức năng chủ yếu của câu cảm thán đó chính là bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói hoặc người viết, và xuất hiện chủ yếu đó là dùng trong giao tiếp và văn chương. Đấy, các em chú ý là về cái sơ đồ của câu cảm thán này và cũng chính là nội dung ghi nhớ trong sách giáo khoa. Ghi nhớ sách giáo khoa trang 44. Như vậy, phần 1 La Mã chúng ta tìm hiểu những nội dung chính cơ bản như sau. Thứ nhất là về đặc điểm hình thức chức năng, chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhỏ chính là hình thức. Và nội dung thứ hai đó chính là chúng ta tìm hiểu về chức năng của câu cảm thán. Và phần thứ ba đó chính là phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 44. Phần ghi nhớ trong sách giáo khoa trang 44 cô giáo đã khái quát bằng một sơ đồ.
Và sau khi chúng ta đã về căn bản phần lý thuyết chúng ta xong thì chúng ta chuyển sang phần 2 La Mã, đó chính là phần luyện tập. Chúng ta sẽ thực hành vào bài tập 1 sách giáo khoa trong 44, yêu cầu bài tập 1 như sau: hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không? Vì sao? Ví dụ A. Than ôi, sức người khó lòng địch nổi với sức trời, thế đê không sao cự lại được với thế nước. Lo thay, nguy thay, khúc đê này hỏng mất. Vậy trong ví dụ A này thì ta thấy rằng có từ than ôi, từ lo thay, nguy thay. Và có thể thấy rằng là đấy chính là có ba câu cảm thán: than ôi, lo thay, nguy thay. Về hình thức ta thấy rằng là ở câu A này có từ cảm thán là từ than ôi, lo thay và nguy thay. Và chúng ta chú ý kết thúc sau mỗi câu này đều là dấu chấm than. Và chức năng là bộc lộ cái cảm xúc lo lắng vì thiên tai hay chính là việc vỡ đê trích trong đoạn trích tức nước vỡ bờ của Ngô Tất Tố. Và các câu còn lại đều bộc lộ cảm xúc nhưng không có từ cảm thán nên không phải là câu cảm thán. Chúng ta chú ý rằng là mặc dù là câu này nó có cả những cụm từ khác thế nhưng mà đều là những câu bộc lộ cảm xúc nhưng không có dấu chấm than nên chúng không phải là câu cảm thán. Chúng ta chú ý là kết thúc sau câu cảm thán bao giờ cũng phải có dấu diện, dấu chấm than. Ví dụ B. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi. Ở ví dụ này chúng ta thấy rằng có câu cảm thán đó là từ hỡi, từ ơi. Về hình thức, câu này có từ hỡi và từ ơi và kết thúc bằng dấu chấm than. Và chức năng trong câu này chính là bộc lộ cái cảm xúc nuối tiếc và khao khát tự do của con hổ. Ý C trong bài tập 1. Nội dung: Chao ôi, có biết đâu rằng hung hăng, hống hách, láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Vậy thì trong ví dụ này, ta thấy rằng cả một cụm từ chao ôi có biết đâu rằng hai chấm hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Vậy trong ví dụ này có câu cảm thán đó chính là từ chao ôi, là từ cảm thán và lại kết thúc bằng một dấu chấm. Chức năng trong câu này chính là bộc lộ niềm ân hận day dứt của giấy mèn. Lưu ý, câu cảm thán có những trường hợp lại kết thúc bằng dấu chấm chứ không phải bằng dấu chấm than. Như vậy trong trường hợp ví dụ C này thì câu cảm thán kết thúc câu không phải dấu chấm than mà là bằng dấu chấm. Các em sẽ tìm hiểu vào bài tập 2 sách giáo khoa, yêu cầu bài tập 2 phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không? Vì sao? Ví dụ A. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con? Đây là một bài ca dao. Và có thể thấy rằng nội dung của hai câu ca dao này là bộc lộ than thở của người nông dân dưới chế độ phong kiến. Chúng ta lưu ý là mượn hình ảnh con cò chính là một hình ảnh rất quen thuộc trong ca dao dân ca của Bảo tàng Cực ngữ ca dao Việt Nam để nói về hình ảnh người nông dân dưới chế độ xã hội phong kiến. Ví dụ B. Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này, theo Chinh Phụ ngâm ngâm khúc. Nội dung của hai câu này chính là bộc lộ than thở, lời than thở của người chinh phụ trước nỗi khổ do chiến tranh gây ra, bởi vì chiến tranh cho nên là vợ chồng đã ly biệt. Và câu này chính là thể hiện rõ nỗi lòng của người vợ khi có người chồng phải ra chiến trận. Ví dụ C. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Theo tác phẩm Xuân của nhà thơ Chế Lan Viên. Với hai câu thơ này thì nội dung chính là bộc lộ một cái tâm trạng bế tắc của nhà thơ trước cuộc sống. Ví dụ D. Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi biết làm thế nào bây giờ? Theo tác phẩm Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài.
Vậy thì qua cái câu này có thể thấy rằng là thể hiện cái cảm xúc ân hận của dế mèn trước cái chết oan ức của dế chót. Bởi vì chính vì cái tội ngông cuồng của dế mèn mà đã gây nên cái chết của dế chót, đó chính là cái sự việc mà dế mèn đã trêu chị Cốc, dẫn đến cái chết của dế chót rất là oan ức. Như vậy, qua phân tích bốn ví dụ trên, ta thấy rằng các câu trên đều bộc lộ cảm xúc nhưng không có đặc điểm và hình thức của câu cảm thán, đó là phải có từ ngữ cảm thán và dấu chấm than. Do vậy, dẫn đến kết luận đó chính là các câu trên không phải là câu cảm thán. Và để củng cố về kiến thức bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục là tìm hiểu sang bài tập 4 là hãy nhắc lại đặc điểm hình thức và chức năng của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. Các em thân mến, với yêu cầu bài tập 4 này thì cô đã lập một cái bảng ba kiểu câu như sau. Các em quan sát và đây cũng chính là hệ thống lại kiến thức của ba kiểu câu. Câu thứ nhất là câu nghi vấn có đặc điểm. Có những từ nghi vấn như là từ ai, gì, nào, tại sao, bao giờ, bao nhiêu, à, ư, hử, hạ, chứ, có, không, đã, chưa. Hoặc có từ hay, nối các vế trong quan hệ lựa chọn. Và khi viết kết thúc bằng dấu chấm hỏi, chấm than hay dấu chấm lửng. Đặc điểm của câu thứ hai đó là câu cầu khiến. Câu cầu khiến phải có những từ cầu khiến như hãy, chớ, đừng, đi, thôi nào, hay ngữ điệu cầu khiến. Khi viết kết thúc bằng dấu chấm than, ý không nhấn mạnh thì kết thúc bằng dấu chấm. Chúng ta chú ý chỗ này. Câu thứ ba đó là câu cảm thán, là câu chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Nó có đặc điểm cô giáo nhắc lại. Có những từ cảm thán như là ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ôi, thay, biết bao, xiết bao, biết chừng nào, vân vân. Và chúng ta chú ý khi viết kết thúc bằng dấu chấm than. Tuy nhiên có những trường hợp thì là kết thúc thì bằng dấu chấm. Về chức năng, đối với câu nghi vấn là dùng để hỏi là chính. Và chức năng khác là còn dùng để cầu khiến, khẳng định, phủ định, đe dọa, bộc lộ cảm xúc. Chức năng của câu cầu khiến đó chính là dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị và khuyên bảo. Chức năng của câu cảm thán đó chính là dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói hoặc người viết. Như vậy, với bài tập 4 này, cô giáo đã khái quát toàn bộ những đặc điểm cơ bản của ba kiểu câu: câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. Và chúng ta chú ý là chức năng của ba kiểu câu này là như thế nào. Một câu hỏi thảo luận đưa ra, hãy tìm những điểm giống nhau và khác nhau trong dấu hiệu hình thức của câu cầu khiến và câu cảm thán. Với câu hỏi này thì các bạn là hãy tham khảo phần cô giáo đưa ra, đáp án cô giáo đưa ra. Vì giống nhau là chúng ta chú ý là chúng đều sử dụng dấu chấm than. Nhưng có đặc điểm khác nhau như sau. Đối với câu cầu khiến thì là sử dụng các từ cầu khiến, hãy, đừng, chớ, đi, thôi nào hay ngữ điệu cầu khiến và dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị và khuyên bảo. Thế còn khác nhau của câu cảm thán đó chính là lại phải sử dụng các từ cảm thán. Than ôi, ôi, hỡi ơi, hỡi, biết bao, thay vân vân, với mục đích là bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói hoặc người viết và xuất hiện chủ yếu trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương. Đấy, như vậy chúng ta chú ý kiểu câu cầu khiến cảm thán là đều giống nhau, đó là đều sử dụng dấu chấm than nhưng nó khác nhau ở cách sử dụng các từ ngữ. Chúng ta đặc biệt chú ý chỗ này. Các em thân mến, như vậy là bài học hôm nay chúng ta về lý thuyết và về phần tập cô giáo căn bản đã hướng dẫn chúng ta xong. Phần hướng dẫn học bài nhà cô giáo yêu cầu chúng ta thực hiện như sau. Các em sẽ phải học thuộc phần ghi nhớ và nắm thật chắc cái phần lý thuyết căn bản của câu cảm thán là kiểu câu như thế nào và chức năng của nó ra sao. Và chúng ta sẽ hoàn thành nốt bài tập 3 vào trong vở. Và các em sẽ chuẩn bị bài tiếp theo, đó là bài chiếu rời đô, đọc và soạn bài. Giờ học đến đây là kết thúc. Thân ái chào các em.